Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Shop Hàng Bãi. Hôm nay lại tiếp tục về hàng. Hôm nay lại tiếp tục về hàng cho các bác để phục vụ quý các bác anh chị trong dịp Tết này. Đấy, các bác nào có nhu cầu dùng những sản phẩm về bên hàng đồng hồ Nhật Bãi nhé, thì liên hệ trực tiếp cho em trên số điện thoại là 0818132198 các bác nhé. Và các bác bước vào xem video thì nhớ ủng hộ cho em một nút like, một nút đăng ký kênh, một nút chia sẻ kênh các bác nhé. Đấy, xin trân trọng các bác, xin trọng cảm ơn các bác này. Và trong video này có sản phẩm nào các bác ý thì cứ liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại em ghim trên màn hình. Đấy, trước mắt các bác là một con Citizen, con này hàng hộp này, dùng hai gông búa nhé các bác nhé, dùng hai gông búa, chất liệu thì bằng gỗ nhé, chất liệu bằng gỗ, dùng một quả pin đại. Đấy, con này thì em sẽ đo cái thông số cho bác. Đầu tiên em sẽ đo thông số cho các bác là được 62 cm, 62,5 cm chiều cao, và chiều ngang của mái này được 28 cm, còn giữa thân này thì được 24,5 cm các bác nhé. Con này thì nó chế độ của nó là vặn nhạc ở đằng sau các bác nhé. Đây em sẽ đầu tiên em sẽ mở để cho các bác xem. Đây đằng sau này, đấy, đằng sau nó vẫn còn rất là mới các bác nhé. Đây, đấy, đằng sau này dùng cho bác một quả pin đại, đấy, một quả pin đại và đánh hai công đồng nhé, hai công đồng. À, đánh hai công đồng, máy còn nguyên bụi này. Đấy. Máy còn nguyên bụi luôn nhé các bác nhé. Đây về nguyên bụi là với về xong khui hàng lên cho các bác luôn này. Đó. Con này thì em sẽ test chuông cho các bác nhé. Đấy, em sẽ test chuông cho các bác là cái này vặn ở đây. Con này 30 phút là điểm một chuông nhé các bác nhé. Đấy, em sẽ với để với bạn đến 30 phút rồi. Bây giờ em bạn tiếp tục đến 10 giờ này. Đó, cái này em vặn nhanh quá nó không lên được. Bây giờ em vặn tiếp tục vặn lại cho bác để bác xem nhé. Đấy. Đấy, 12 rưỡi này. Đấy. 1 giờ một cái này. Một rưỡi này. Đây, điểm giờ ở hai công đoạn nhé, 30 và 1 và 60 nhé các bác nhé. Đó. Đấy, tiếng chuông rất chậm rãi. Đấy, 3 giờ, đấy 3 điểm 3 tiếng nhé. Đấy các bác lên mã cho em. Lên mã cho em là con qua là con mã V25. Mã V25. Đấy, mã V25 thì hôm nay tiếp tục lên cho các bác là mã V26 nhé. Mã V26 này. Đấy, mã V26 này thì gửi đến cho các bác con này là cái giá của nó là đi ra 1 triệu 2 các bác nhé, 1 triệu 200. Đấy, 1 triệu 200 cho con mã V26 này. Đấy, mã V26 1 triệu 200 các bác nhé. Đấy, lên mã cho em làm dùng một quả pin đại. Đấy, đánh hai công đồng, có chỗ tắt nhạc này, có chỗ tắt nhạc đàng hoàng nhé. Đấy, có chỗ tắt nhạc ban đêm, bác không muốn nghe nhạc thì có tắt nhạc. Chất liệu của nó thùng bằng gỗ này. Đấy, thùng của nó bằng gỗ nhé. Đằng sau còn nó rất là mới luôn. Đấy, tương đối là mới luôn. Cái hàng còn nguyên bụi chưa lau chùi đâu. Đấy, các bác nào về lấy về lau chùi sạch sẽ để chơi Tết nhé. Đấy, làm quả để ở trước chỗ gian phòng khách nhé các bác nhé. Đấy, rất là ok. Rồi, lên cho bác một con này là con Senko này. Đấy, con Senko này thì nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó lại có nhạc. Đấy, nó cũng
có nhạc luôn các bác nhé. Con này đây các bạn có thấy còn nguyên bụi này, rất là dơ. Về không về mới về thì không kịp và lau chùi các bạn. Đấy. Con này thì nó có chiều cao của nó là 42 cm và đường kính của mặt này được 26 cm. Chất liệu của nó thì bằng gỗ tất nhé, chất liệu của nó bằng gỗ thịt. Đấy. Quả lắc của lớp này vẫn đầy đủ này. Đấy. Giờ rất vẫn chạy bình thường. Bây giờ em sẽ test ở trong này. Đây nó có loa, em sẽ ở trong này cho các bác đây. Đây dùng trong này dùng có một quả pin đại này. Đấy, dùng cho một quả pin đại này nhé. Đấy, một quả pin đại này. Đấy, em sẽ test giờ cho các bác này. Đây cái này là ở đây nó có chuông 1, chuông 2, chuông 1 hay chuông 2 đây. Và tắt chuông ở giữa này có chỗ tắt chuông nhá. Đấy cái gạch chéo của chuông là tắt chuông này. Còn đây chuông lớn này. Nhá chuông to, chuông nhỏ là đây. Đấy chuông lớn là đây, còn vặn volume ở đây. Đấy các bác nhá. Ở đây thì đồng hồ thì đã chạy. Đồng hồ thì đã chạy này. Đây các bác nhìn này. Đấy cái kim này, cái kim nó đang giật này. Đấy. Vẫn đang chạy nhá. Đấy kim đang chạy bình thường cho bác này. Đấy, con này thì em sẽ test chuông cho bác nhá. Em đến chỉnh đến giờ để test chuông cho các bác. Con này điểm giờ chỉ có điểm tròn giờ thôi nhé các bác nhé. Ủa, chưa pin chưa vào. Đấy các bạn đấy, em động pin rồi lóng pin. Đó. Đó có lắc luôn đấy. Đó. Điểm một bản nhạc của Enter, xong rồi điểm xong điểm chuông, đánh một bản nhạc của Enter rồi điểm chuông nhé. Đấy. 2 giờ 2 tiếng, 3 giờ 3 tiếng các bác nhá. Đấy. Rất là ok luôn. Cái này đằng sau này em lắp cái nắp vào là nhìn nó đỡ trống, nhưng mà em đang để thử cho bác. Con này nó bác lên mã cho em là mã số 2027 nhá. Con V27 này. Đấy, con V27 này thì em đang gửi đến các bác là con này con này 750.000 cho mã V27 nhé, 750.000 cho mã V27 này. Đấy. Vừa đồng hồ vừa có nhạc này, nhỏ xinh cho các bác nào ưa thích những chỗ nào không gian nhỏ này. Đấy, hoặc là phòng nhỏ thì các bác dùng con này nhé. Đó. Mã V27 750.000. Rồi tiếp tục lên mã V28, con này là con Senco này. Đấy, con này Senco dùng cho các bác là con này dùng hai quả pin đại các bác nhé, hai quả pin đại. Có chạy nhé. Cái này nhạc này. Nhạc rất to luôn các bạn. Con này chất liệu của nó bằng nhựa nhé, vỏ nhựa này. Cái nắp pin nó bóng vẫn còn đây nhé. Đấy. Cái tiếng kèn rất to. Con này nó có cái chiều cao của nó là được 41 cm và chiều ngang của nó được 23.7 cm. Con này các bác lên mã đây là mã số 28 nhé, mã V28 này. V28 này gửi đến cho các bác là 700.000. Đấy, 700.000 cho con mã V28 này nhé các bác nhé. Đấy, V28 700.000. V28 700.000 các bác nhé. Dùng hai quả pin đại. Rồi đến con này là con đồng hồ gỗ này, dùng pin chung.
Con này dùng biên chung, máy lớn biên chung các anh nhá. Đấy. Đồng hồ gỗ Citizen, con này là Citizen. Đấy. Con hiệu Citizen các anh nhá. Đấy. Hiệu Citizen. Con này kim nảy. Số thì số học trò. Đấy. Khung của nó chất liệu bằng gỗ nhé, gỗ thịt 100% luôn. Đấy. Rồi con này thì nó có cái chiều cao. Chiều cao của nó là được đi 30,5 cm và chiều ngang của nó 32 cm. Con này các bác lên mã cho em nhé. Các bác lên mã cho em là mã 29. Con mã V29 này. Đấy. V29 em là gửi đến cho các bác là 500.000. Đấy, 500.000 cho mã V29 nhé. Dùng một quả pin chung. Đấy, chất liệu của nó là bằng gỗ, đằng sau này bằng cái chất liệu gỗ chống ẩm nhé các bác nhá. Đấy, máy thì máy lớn này, còn nguyên zin luôn nhé các bác nhá, còn nguyên zin. Đấy, chữ nho chữ tàu đây viết lung tung lùm la đây. Đấy. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em V29 500.000. Rồi các bác lên mã cho em con Maruman. Đấy, con này là con pin tiểu đây. Con này máy pin tiểu. Máy pin tiểu nhá. Con này lắp nhầm pin nữa chứ. Rồi chạy là con này kim trôi các bác nhá. Đấy, con này kim trôi này. Đấy. Con này kim trôi. Con này thì nó có nó bằng gỗ mà nó mỏng thôi. Con này con là được 28,5 cm và chiều ngang của nó 29 cm. Con này thì các bác lên mã cho em là mã số 30. Con mã V30. Con V30 thì gửi đến bác 200.000. 200.000 cho con mã V30 nhé các bác nhé. Con này thì nó không có gì đặc sắc, là chỉ xem giờ thôi. Các bác mua về có thể lấy máy hay là treo những chỗ đơn giản thôi. Đấy nhá, các bác nhé. V30 200.000. Rồi con V31. Tiếp tục con V31 dùng cũng một quả pin tiểu luôn. Đấy, dùng một quả pin tiểu máy kim trôi. Chất liệu khung vỏ khung gỗ nhé. Đấy, chất liệu là vỏ khung gỗ luôn. Đấy. Con này chiều cao của nó được đi 30,5 cm. Và chiều ngang của nó cũng được là đi 32 cm. Con này các bác lên mã cho em nhé. Con này lên mã cho em là con máy lớn pin chung. À đâu nhầm, máy nhỏ thôi. Máy nhỏ pin tiểu. Máy nhỏ pin tiểu các bác nhé. Đấy. Máy nhỏ pin tiểu này. Con này thì các bác lên mã cho em là con mã số 31. Con V31 này. Đấy. Gửi đến các bác là 400.000 nhé. 400.000 con mã V31 này nhé, không gỗ này. Đấy. Rồi tiếp tục lên cho em một con này là con Senko này. Con Senko này thì nó dùng sóng radio các bạn. Đấy, dùng sóng radio luôn. Đây là nó có dùng cho bác là hai quả pin. Hai quả pin này, cái này nguyên zin luôn, máy có pin của Nhật luôn. Đấy, pin của nguyên của nó này. Đấy, pin của nó vẫn còn nguyên nhé. Đấy, con này máy vẫn còn nguyên này. Trọng lượng của nó 1,6 cân này. Đấy. Đấy, nguyên zin luôn. Máy móc còn nguyên. Con này sử dụng sóng radio. Đấy. Này nó có cái chiều cao của nó là được 34 cm và chiều ngang của nó cũng vậy 34 cm. Con này thì số của nó số nổi kim trôi. Đấy, số của nó là viền mạ vàng các bác nhé. Đấy, viền mạ vàng nhìn rất đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác lên mã cho em là mã số 32. Con V32 gửi đến cho các bác là 550k cho mã V32 nhé. Đấy. Rồi các bác nào mà ấy thì em để cho bác là 500 luôn này. Đấy, mã V32 500.000. À, V32 500.000 sóng radio. Đấy, chất liệu của nó bằng gỗ mà nó sơn lớp gì sơn rất bóng luôn các bạn, rất bóng luôn. Đấy, lau nó bóng, bóng láng luôn. Đấy.
nhìn rất sáng đấy. Rồi lên cho bác một con Senko này, con này Senko nghe nhạc này. Đấy, con này thì chân pin này đang dơ dáy này, nói chung là dơ thôi chứ không việc gì. Em sẽ test pin vào cho bác để bác xem nhé, nghe nhạc nhé. Con này dùng 4 pin chung và 1 pin tiểu này. Bốn quả pin chung và một quả pin tiểu nhé. Đó, ok. 4 pin chung và pin tiểu. Con này thì dùng máy quét chỉnh giờ bằng tay. Các bác không lo. Ví dụ các bác nhiều bác muốn dùng những cái dòng này mà lại không nó lại không đưa có giờ chỉnh bằng tay mà chỉnh sóng radio, nhiều khi nhiều các bác ngại. Đấy, con này em sẽ test này. Đấy, đồng hồ vẫn đang chạy bình thường nhá. Kim nó kim hai nút cho nên là các bác nhìn nó hơi khó. Đấy. Con này hơi để nó bị kẹt. Đấy, em để nó bị kẹt ở trong nhá. Đấy, cái chỗ này nó kẹt này, cái chỗ con xoay nó hơi kẹt là em để tì vào cái cột này nó kẹt nên nó không xoay được. Đấy, con này thì đầm xoay và cái xoay ở lòng mặt này và cái đĩa trên này vẫn đều quay hết nhé, đang sử dụng hết nhé các bác nhé, vẫn tuyệt vời luôn. Rồi con này thì em sẽ đo cho các bác cái thông số của nó là được 43,5 cm chiều cao và chiều ngang của nó được 37 cm. Đấy, còn lòng trong của cái mặt kính này được 21 cm các bác nhé. Đấy, bây giờ đấy là em test test nhạc, còn bây giờ em sẽ test giờ, em sẽ test giờ để đến giờ là nó sẽ phát nhạc nhé. Đấy, như thế thì nó mới là chuẩn xem có hỏng hóc máy móc gì không. Còn nhạc test thì đôi khi nhiều cái nó nhạc vẫn test vẫn chạy nhưng mà đến giờ thì đã không chạy. Còn bây giờ mình test đến giờ nó chạy thì là vẫn đang hoàn hảo đó. Đấy, test đến giờ nó chạy thì vẫn là nó đang hoàn hảo, vẫn đang chạy bình thường. Đấy, đồng hồ chạy đến chập kim hay là đến điểm đúng giờ thì máy chạy thì là vẫn đang hoạt động tốt chứ các bác nhé. Còn test nhạc mà nó chạy mà đến điểm giờ mà nó không chạy thì là đồng hồ đang trục trặc. Đấy, hoặc là nó đang không bị cái dây dợ nó đứt hay là như nào đó. Thì con này thì các bác lên mã cho em này, con này mã số 33, con mã V33. Đấy, con mã V33, con này em gửi đến cho các bác. Con này hiện trạng nó thì nó bị chỗ cái bấm nút này. Đấy, bấm nút này nó bị chóc cái này nhá, đây chóc phần dưới này. Đấy, phần dưới này nó chóc, nó chỗ này đúng ra nó còn cái lớp mạ vàng vàng và ánh ánh vàng này, nhưng con này nó bị chóc rồi nhé. Đấy, nó bị chóc rồi, còn nhựa của nó, khung nhựa của nó thì không có bể vỡ. Đấy, không bể vỡ, nó chỉ có là cũ theo năm tháng thôi, cũ theo thời gian thôi. Đấy, đấy các bạn nhá, rất là ok. Đấy, rất là đẹp, còn vẫn là mới luôn, phần trong này rất là đẹp luôn. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em này. Con mã này là mã 33, V33, gửi đến cho các bác là con này 850.000 nhé, 850.000, 850k cho con mã V33. Đấy, giờ các bác quan tâm lên mã cho 850.000 cho con mã V33. Đấy, con này thì nó bị chóc chảy đây rồi. Đấy, thì em sẽ bán nó rẻ hơn cho các bác. Đấy, giờ tiếp tục lên một con nữa này, con này cũng y chang luôn nhưng con này còn nét hơn nhá. Đấy, con này còn nét hơn con kia, cũng là dùng 4 pin chung. Đấy, cũng dùng 4 quả pin chung và 1 quả pin tiểu. Đấy, hoặc cả mọi thứ thì nó cũng y chang con kia thôi. Đấy, mọi thứ y chang con kia. Đấy, không sai thế nào, cũng kim đỏ. Đấy, cũng kim đỏ luôn các bác nhá. Nhiều con thì kim đen, nhiều con thì kim xanh. Đấy, con này kim đỏ, hai con này giống nhau. Đấy, con này thì em sẽ test cho các bác là cái vấn đề nó chạy giờ này. Đấy, đấy,
Đấy, con này vẫn đang hoạt động bình thường này nha các bác nhá, vẫn đang sử dụng bình thường. Con này thì nó đẹp hơn con kia, nó không bị chảy cái thành phần dưới. Nói chung là nó cũng vẫn có vấn đề chảy xước chứ không phải không được. Cái hàng bãi thì nó không thể tránh khỏi được con nhé. Đấy, ví dụ như là ở trên này, đấy, đây phần trên này thì nó cũng chảy, nó chảy phần trên này này, đấy các bác nhé. Chỗ mình vận chuyển về mình băng bó vì băng keo trước bây giờ vào. Đấy, đây chỗ này băng keo lột ra, đấy, nó vẫn còn bị chỗ này nó chóc ấy ra. Đấy là mình test nhạc bây giờ em test giờ này, xem nó đến giờ nó có chạy không nhé. Đến giờ vẫn chạy hoạt động bình thường này. Đấy. Đĩa quay trong này vẫn quay, còn đầm xoay cũng vẫn xoay bình thường nhé. Đấy, vẫn là ngọt ngào. Rồi con này các bác mã lên mã cho mã 34. Con mã V34 này vừa đến cho bác 950.000. Đấy, 950.000 cho mã V34 nhé. V34 950k cho con mã V34. Rồi bác quan tâm lên mã cho em này, lên mã con V34 950.000. Dùng 4 pin chung. Đấy, và một pin tiểu. Hiện trạng của nó thì con này vẫn còn tương đối, nó chỉ có chảy xước tí ở trên này nhé, chảy xước ở trên này, cái mặt trên này thôi nhé. Đấy, còn đằng sau này còn nguyên bụi thì các bác nhé, chưa lau chùi. Đấy, chưa lau chùi gì đâu. Đấy, phần dưới này nó không có bị chảy chóc gì nhé. Đấy, vẫn còn nguyên nhé. Con 34 kia thì con 33 kia thì nó hơi chảy cái dưới. Con này không chảy. Rồi lên cho bác một con mã 35. Con này dùng 4 pin chung này. Con này dùng 4 quả pin chung luôn. Con này cũng dùng máy chỉnh giờ bằng tay, không phải sóng radio đâu. Con này thì sẽ chỉnh bằng tay luôn. Đấy, con này em sẽ test nhạc. Đó. Test nhạc cho bác này. Đấy, sử dụng bình thường nhé. Con này thì đang ở cái được 42,5 cm chiều cao, và chiều ngang của nó được 34 cm. Đấy. Con này dùng máy 2 kim. Đấy, máy hai đang chạy nhé. Đầm xoay vẫn chạy bình thường, và đến giờ hai quả lắc hai bên này cũng kéo chuông này. Đấy, đầm xoay vẫn quay nhé, đầm xoay ngựa này. Đó. Đó, cái này em sẽ test biến tròn giờ cho nó khác nhé. Đấy là em test nhạc, còn đây là test giờ này. Test giờ không có chạy. À, bật chưa nhỉ? Nãy em chưa bật cái nút đằng sau nó tắt đi rồi mình chưa bật, nên là em sẽ quay lại cho các bác nhé. Đây nó đang là phát đẳng nhạc đấy, thì em quay đến là nó phát đẳng khác. Đấy, nó lại quay cái bản nhạc khác luôn nhé. Đấy, là phát bản nhạc khác là đến giờ nó vẫn chạy bình thường nhé. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em mã này, mã số 35. V35. Đấy, V35 này gửi đến cho các bác là 550 nhé. 550.000 cho con mã V35 này. V35 550.000 nhé. Dùng 4 quả pin chung các bác nhé. Đấy. Máy móc có nguyên bụi rất là dơ. Rồi con này dùng 3 quả pin chung các bạn. Đấy, con này dùng 3 quả pin chung này.
ba của bên Trung này nhé. Đấy, con này thì nó màu xanh mực, cửu long, xanh cửu long. Con này nó dùng là máy chỉnh giờ bằng tay luôn, máy quét nhá. Đấy, dùng cũng là sáu bản nhạc. Đấy, 6 bản nhạc này. Đó. Vẫn là ok, vẫn chạy bình thường các bác nhá. Con này thì nó có cái chiều cao của nó. Chiều cao của nó là đi 48 cm nhé, và chiều ngang của nó được 37,5 cm. Đó. Rồi cái này em sẽ test đến tròn giờ này. Đó, đến tròn giờ để nó kêu này. Nó cắt nhà. Rồi con này bác lên mã là V36 nhé. Con V36 này gửi đến cho bác là con này kính nó hơi nứt chỗ này nhé. Đấy, nứt hơn nứt kính chí này. Đấy, thì gửi đến cho bác con này 500.000 thôi. Đấy, 500k cho con mã V36 nhé. Đấy, nhìn hình thức còn rất đẹp nhưng mà nó bị nứt kính một tí này, thì em gửi đến cho bác là con V36 500.000, dùng bao của bên Trung. Đấy, máy móc hiện trạng đằng sau vẫn còn đẹp nhé, tương đối ok. Hôm nay thì các bác không lo vấn đề sóng xiết gì, bác dùng chỉnh giờ bằng tay này thì cứ điều chỉnh thôi, họ cho pin vào cái là hết pin thì cho pin vào là lại chạy tiếp thôi. Đó, một con Senco nữa này, một con Senco, con này thì con này dùng tới hai quả pin chung thôi. Con này dùng hai pin chung. À, con này sóng radio các nhé, sóng radio. Con này em test nhạc này. Đó, con này chất liệu của nó là bằng nhựa giả gỗ này, nhìn rất bóng bẩy luôn, rất đẹp. Đó. Rồi con này thì nó có cái chiều cao nhé, em sẽ đo chiều cao, thông số chiều cao. Chiều cao con này được đi 47,5 à 48 cm nhé các bác nhé. Đấy. Và chiều ngang của nó được 38 cm. Đấy. Con này thì nó những cái tiểu cảnh của nó ấy, ở đây nó còn có quả lắc nhưng mà nó mất quả lắc này rồi. Đấy, mất quả lắc này nhé, mất quả lắc của tiểu cảnh này nhé. Còn những hình này là hình người ta gắn vào đây không hoạt động. Đấy, những hình này không hoạt động các bác nhé. Đấy. Đây này. Đấy, hình bên này hàng trong này là người ta gắn là không có hoạt động. Đấy, gắn là không hoạt động, có cái quả lắc chỗ này thôi, chỗ này có quả lắc này nhưng mà nó không, đây là nó mất quả lắc rồi. Đấy, các bác nhá, mất quả lắc rồi. Thì các bác con này thì các bác lên mã cho em là mã số 37, con V37 này. Con V37 này thì em mà gửi cho các bác là con mất quả lắc rồi thì bán cho bác là 500.000 này. Đấy, 37 500.000 nhá, 500k cho mã V37 này. Đấy, rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em là mã V37 500.000. Về bác có thể là bác nào mà khéo tay chế quả lắc, nhiều khi con cúc cu em mất lắc thì các bác về bác chế rất là siêu. Đấy. Quay lên những quả lắc nhìn rất đẹp. Rồi tiếp tục lên cho bác con Senco này. Con này thì bị vỡ kính, nứt kính rồi nhé. Con này nứt kính rồi này. Con này thì dùng là hai quả pin pin chung hay pin đại đây. Con này pin đại này. Hai quả pin đại và một quả pin tiểu. Đó. Hai quả pin đại và một quả pin tiểu các bác nhé. Con này cái vận chuyển về nó làm vỡ kính, nứt kính này. Đấy, các bác về cắt kính hoặc là các bác có thể là lấy đồ. Đó. Con này yêu test nhạc này. Đấy. Khi cái giờ cái mùa này, mùa Tết gần cuối năm, các bác vận chuyển các bác ấy làm ẩu lắm. Em gửi hàng đi cũng vậy mà về hàng về cũng vậy. Đấy, nứt vỡ nhiều quá. Đó. Con này thì nó có cái chiều cao của nó nhé. Chiều cao của nó được đi 41 cm.
và chiều ngang của nó 37,5 cm. Con này các bác lên mã cho là mã số 38, mã số 38 này, V38 nhé. Con này gửi đến các bác là con này vỡ kính rồi, để con này vỡ kính rồi nhé. Vỡ kính này thì gửi đến cho các bác là 500.000 thôi. Đấy, 500.000 cho con mã V38, 500.000 nhé. Đấy. Vỡ kính rồi, con này vỡ kính thì các bác về lấy đồ hay là về cắt kính cho em. Đấy. Còn nếu mà còn kính thì con này bán nó giá hơn cơ, nhưng mà nó vỡ kính rồi thì các bác về bác cắt kính cho em nhé. Này thì nhạc của nó rất to, cái bọn này rồi tiếp tục lên cho bác một con này là con vai bò. Đấy, con vai bò nhé, con vai bò này là con vai bò pin Liker này. Đấy, con pin Liker. Con này thì nó có cái chiều dài của nó. Chiều dài của con này được đi là 80. Và chiều cao của nó là đi 23,5 cm. Đấy. Con này thì nó đánh bản nhạc Westminster. Số thì số 5 mã. Đấy, kim vàng, kính mo. Các bác nhá. Đây. Đấy, cái này em sẽ chỉnh đến tròn giờ. Chất liệu của nó thùng bằng gỗ nhé. Đấy. Trụ nấm của nó vẫn còn đầy đủ này. 2 này. 3 này. 4 này. Đấy, cái này điểm đúng giờ luôn. Đó. Cái này nó sẽ điểm cho các bác là 4 cung đoạn giờ. Đấy. 45 này. Đấy, có cái nút đấy nó hình như bị chạm vồ thì phải. Em mở cho các bác xem đó. Đó, dòng này dùng hai quả pin đại các bác nhé. Hai quả pin đại nằm ở giữa gầm này. Đấy, nó dòng pin Liker. Đấy, dùng pin nhưng mà hoạt động cơ pin để dùng cho thằng này. Đấy, và cơ tất cả là điều hành của con cơ. Đấy, pin thì dùng để nó tiếp nhận cho cái mạch đồng hồ này thôi. Đấy, còn nó dùng chuông búa này là dùng bằng cơ hết nhé. Đó. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em, mã con này là mã số 239 nhé. Đấy, con mã V39 này. V39 nhé. Con này gửi đến bác là 2.3 triệu. 2.300.000. Đấy. V39 2.300.000 các bác nhé. V39 các bác lên mã như là V39 2.300.000. Rồi lại con này là con thằng thùng nữa này. Con này thì nó cái này cao quá này, nên quay cái đầu này ra. Đấy, em lại quay ngược lên.
Con này nó dùng cho bác là chứ là phải nói sau này mà. Mình pin gì em phải nói sau ra chứ các bác biết được. Con này sẽ dùng cho các bác là 4 quả pin tiểu này. Đấy, em sẽ dùng pin tiểu cho vào đây đã để đặt mạch cho các bác nhé. Con này thì nó có đây là đồng hồ này dùng hai kim thì các bác nhìn nó hơi khó phát hiện nó chạy nhé, nhưng mà nó đang chạy rồi. Em sẽ test cái chuẩn giờ với cái nhạc cho các bác. Đầu tiên em sẽ test cái nhạc cho các bác đã. Em test cái nhạc cho các bác để các bác thấy nhé, xem nhé nó kêu. Đó. Con này chất liệu của nó bằng gỗ nhé, còn viền nó này chỗ này nó bằng cái chất liệu cái này bằng nhựa sao? À không phải, bằng kim loại. Mà kính thì kính bằng nhé. Rồi, đấy là em test. Còn bây giờ em chuyển đến chỉnh giờ này, chỉnh giờ xem nó đến giờ nó phát nhạc như nào nhé. Con này sẽ đổ chuông đổ giờ ở điểm tròn giờ thôi. Đó. Con này thì nó có cái thông số chiều cao nhé, mình sẽ đo cho nó các bác. Chiều cao của nó là đi 58 cm và chiều ngang của nó là bát giác này nó được 31 cm, còn lòng trong của nó là được 21 cm thôi. Để coi nhé. Đó. Đây các bác phải mở đây ra. Đấy, và chỉnh kim ở đây cũng được nhé. Đấy, em thử chỉnh cho có được không này. À cũng được. Đấy là chỉnh để cho nó phát nhạc ở đây cũng được các bạn, chứ không phải vào trong kia đâu. Đấy, đây là cũng tiện, chứ không nên nói phải vào trong kia để chỉnh. Mỗi lần đấy lại phải mở cái kia ra cũng hơi tiện. Đấy em rất tiện ở đây luôn. Đó. Đấy, hàng nó bụi về này, rất bụi luôn. Đấy, lắp hết là vẫn dùng có bình thường rồi. Con này cái thùng của nó dày là được 11 cm, còn lên đây thì được 12 cm nhé, còn dưới này là 11 cm. Đấy, trên này nó rô cái mặt này ra nữa thì nó hơi dày hơn tí. Đấy, còn chiều cao của nó là được đi 58 cm. Đấy, còn phần dưới này thì được có 20 cm thôi. Đấy, rồi các bác quan tâm thì lên mã số 40, con mã V40 nhé. V40, con V40 này gửi đến cho các bác là con này thì nó nhạc chuông điện tử, gửi đến cho bác là đi 900.000. Đấy, 900.000. V40 900.000. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em nhé, V40 900.000. Trong video các bác ưng những sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại 0818 13198 nhé. Và trước khi rời video thì đừng quên ủng hộ cho em một nút like, một đăng ký kênh và nút chia sẻ kênh các bác nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác đã đồng hành và theo dõi video của em nhé. Đấy, xin chân thành cảm ơn các bác. Hẹn các bác đến video sau.